hành trong bệnh ly mục hành. Hành sống chào tất cả anh chị các bạn nha. Em test cái bàn, cái bộ live stream này cho mọi khách ở Hà Nội. Anh đặt mua cái bàn mixer Yamaha M9 99 hiệu ứng tích hợp Bluetooth cùng với con micro SM8B. Bây giờ em test âm thanh nha. Em sẽ test âm thanh cho anh chị và các bạn xem nó từng chế độ. Đầu tiên là em sẽ test chế độ reverb. Cái độ vượt nó như con sao cạc, và cái âm thanh nó độ sâu, nó sâu hơn sao cạc và dày hơn và nhiều hơn cả sao cạc nữa. Tiếp theo là em sẽ test thêm một cái chế độ delay echo, chế độ vang vọng. Cái thứ ba là em sẽ test cái chế độ vừa delay và vừa echo cho các anh chị và các bạn xem ha. Cũng như anh, em quên tên anh khách ở Hà Nội rồi, anh nhớ lưu ý giùm em nha. Bây giờ em test trước, tí nữa em sẽ hướng dẫn sau nha. Thì cái này hướng dẫn thì em cũng hướng dẫn nhiều cho các anh chị và các bạn rồi. Bây giờ chủ yếu là em test cho khách của em xem. Bây giờ em test trước chế độ vượt nha. Sâu. Đây em đang mở Bluetooth nha. Hay sâu. Bảy. Hay sâu. Hay sâu. Một, hai, hai, sáu, bảy, hai, sáu. Vượt thì nó tùy mọi người thôi. Có thể là cho nhiều, cho ít. Nó tùy của chúng ta nha. Lúc này tăng giảm nhiều ít này và lúc này. Lỡ yêu rồi làm sao quên được em ơi, những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi, đêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao em, giờ đành quên sao tình mình hôm nào, đâu ngờ rằng chim bao nhớ thương ôi là bao. Nhớ lúc anh giã từ chiều phai cuối trời nhìn hoàng hôn rơi, nắm tay em buồn khẽ nói mình yêu nhau mãi suốt đời, nghe em chiều kia sẽ phai vầng màu hoa sẽ phai. Bây giờ em qua chế độ delay nha. Hai 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 số và đẹp như ước mơ, tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi, lỡ xa rồi tình chung sẽ trắng đã thương nhau rồi thì quên sao đành, mà đành quên thâu mong một người nơi nào còn gì cho nhau, hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Ok các chị các bạn vừa nghe chế độ delay ha. Bây giờ em sẽ chuyển qua chế độ vừa vượt và delay. Ok em chọn chế độ 95. 2, 6, 7, ly,
6 7 2 2 6 7 7 chị các bạn vừa nghe em test xong ha. Bây giờ em sẽ quay trực tiếp từng chi tiết một để cho anh chị và các bạn xem nhé. Rồi, bây giờ để em quay điện thoại gần cho các anh chị các bạn tham khảo trực tiếp nha. Tắt nhạc nha. Đây, bây giờ em tắt live stream. Ở đây để hướng dẫn cụ thể cho anh chị và các bạn xem. Rồi, đầu tiên ở đây ha, đây là cái mic 1. Đây em kết nối đường mic 1. Đấy. Nó rất là dễ sử dụng. Đầu tiên các anh chị xem. Đây là cái nút gain đầu tiên ha, nút gain là tăng cái âm lượng đầu vào của nó. Bây giờ mình đẩy hết mát lên mà thấy nó chưa có đủ tầm thì mình cho nó lên từ từ thôi. Đây là âm chết, đây trung, đi bass. Đây là ngõ ra AUX. Đây là cái này AUX là đi ra cái đường echo rời. Mình gửi echo rời. Cái này là cổng effect. Effect ha. Thì echo cái này là trên chế độ vang hiệu ứng. Rồi tiếp theo là đây là cái ba lăng trái phải. Còn ở đây là cái âm lượng tổng. Đấy. Rồi. Ở đây là cái đường Bluetooth. Em đang kết nối Bluetooth để lấy nhạc. Nếu anh chị và các bạn dùng nhạc bằng dây thì nó sẽ ok hơn. Đường dây thì chúng ta cắm vào hai cổng này. Thì chúng ta lấy cái đường CT. Nó cho cái đường nhạc nó sẽ hay hơn. Nếu mà mình dùng đường CT thì mình tắt cái hai cái hiệu ứng đi. Ha, mình sẽ cân hai đường này. Nó sẽ đẹp hơn. Còn chúng ta mở Bluetooth thì chúng ta chỉnh được một đường mono này thôi. Một đường này nhưng mà nãy giờ mình đang mở đường mono. Nó đang, đây nó có cái dàn lọc. Này, equalizer nè. Thì đây nó có 7 cần. Nó rất là dễ chỉnh. Âm ở giữa này là âm trung ha. Đây âm trung thì bên đây là treble, bên đây là bass. Thì chúng ta cứ cân thoải mái. Nó rất là dễ cân. Còn Bluetooth thì anh chị các bạn lưu ý giùm em. Đầu tiên anh chị ấn vô đây một cái, ấn vô nút này, xong chúng ta ấn cái nút kế bên một cái, xong tôi quay ngược lại ấn cái này một cái là Bluetooth nó sẽ nhận như thế này. Rồi tiếp theo, ở đây là 99 chế độ. Đấy, 99 chế độ nha. Ví dụ như vượt, em chọn vượt số 7 đi. Đây,
vào số 7, đèn nó sẽ chớp nha. Mình sẽ ấn mạnh nó một cái thì nó sẽ vô nha. Rồi ok. Xong, chúng ta sẽ cân. Đây là cái độ dài ngắn của hiệu ứng echo hoặc vượt, và cái âm lượng này tổng lớn nhỏ. Và khi chúng ta dùng mic 1 thì chúng ta cân ở đây nữa, lớn nhỏ ở đây nữa nha. Các anh chị các bạn lưu ý giùm em nha. Nút này là nút mute reverb, tắt reverb nó còn mic khô. Đấy. Rồi, thí dụ như là chúng ta chọn chế độ khác thì chúng ta cũng làm như vậy thôi. Và chúng ta sẽ dò nó cân nút này, cân nút này và nút này sao cho nó tròn là ok. Và anh chị các bạn dùng mic nguồn 48V, chúng ta ấn nguồn 48V xuống, còn không dùng thì ta mở lên ha. Chúng ta ấn xuống. Rồi tiếp theo, ở đây nếu anh chị các bạn nào muốn sử dụng qua âm ly hoặc là qua đường đẩy thì ở đây hai cái ngõ này chúng ta sẽ qua đường đẩy nè, qua là đường canon. Còn hai 6 ly này chúng ta có thể rồi ra cái này ra canon đường âm, qua âm ly hoặc là qua đẩy gì đều được. Ở đây hai cổng led rail nè, 1, 2 này, anh chị qua âm ly cũng được hoặc là qua cổng dây livestream. Đây em đang kết nối dây livestream đây, em để nguyên như vậy cho anh nha. Anh lưu ý giùm em để nguyên như vậy thì ở trên cùng nó sẽ là cái hướng này. Anh nhìn thấy ở trên đây thì nó sẽ có cái hướng như thế này. Đây em kết nối đây. Còn dây livestream của em nó sẽ có ngõ chia tai nghe. Bên đây thì anh gắn tai nghe nè. Bên đây cái đồng màu hồng này là dây livestream. Thì dây livestream thì anh cũng lưu ý giùm em nha, lưu ý giùm em là cái đầu màu đen này chúng ta cắm vào điện thoại để phát livestream. Đây là cái nút gạt ở giữa. Nếu anh xài iPhone hoặc là Android, nút gạt lên hướng trên. Chỉ iPhone 4 và iPad nó gạt hướng xuống dưới thôi nha. Còn lại nó gạt lên trên hết. Rồi ok, rất là đơn giản, dễ sử dụng luôn. Quá tiện luôn, anh chị và các bạn nào quan tâm thì liên hệ với em. Theo số điện thoại 0937381978, 0906041727, hoặc đến trực tiếp tại hệ thống của Studio Toàn Nguyễn. Trụ sở chính tại Bình Dương, số 327/1 đường 30 tháng 4, khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại 0937381978. Trụ sở thứ hai tại Thủ Đức, số 45/23 đường Chương Dương, khu phố 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Số điện thoại 0935004347. Tại Phú Nhuận, số 55/2A Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận. Số điện thoại 0976563438. Ok, lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc cho các anh chị và các bạn chúng ta có những giây phút ca hát thật là vui vẻ. Các bạn mixer này chúng ta có thể kết hợp dàn karaoke gia đình, hát karaoke gia đình rất là vô tư. Hoặc là kết nối live stream, như em đang kết nối này hát live stream nó rất là hay. Mà không có thiết bị sao kẹt hát live nào có thể qua được cái con này hết. Các anh chị và các bạn cũng nghe cái tiếng vợt của nó rồi, hoặc là echo delay, điều rất là ngọt. Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé.